58. Thay đổi thang máy. Phó sở Đỗ, ông đang đùa tôi phải không? Ông nhìn tôi thế này giống đang đùa ông sao? Nhưng nếu dùng thang máy tân trang thay thế cho thang máy mới thì xưởng công ty sản xuất Vĩnh Thành vừa bắt đầu không thể nhận ra, vì bây giờ dài rồi họ cũng sẽ phát hiện ra không thích hợp. Thang máy thì ngày nào cũng dùng, tất nhiên sẽ có mài mòn rồi. Ngày dài tháng rộng, ai biết được sau này bị mài mòn chứ? Hay là lúc đầu là hàng tân trang đây? Ông chủ hàng, ông đừng quên, vào thời điểm ông khó khăn nhất, chính tôi giới thiệu ông cho Vĩnh Thành. Phó sở Đỗ, đại ơn đại đức của ông làm sao mà tôi có thể quên được? Chỉ là cái này, ông yên tâm đi, trung gian không ít lợi ích cho ông. Thang máy này giá thành đắt đỏ, một chiếc bình thường ở đại sảnh dự trù khoảng 10% trở lên. Nếu như ông dùng hàng tân trang đến thay thế hàng mới, chênh lệch giá trung gian quả không ít. Cho dù chúng ta tỷ lệ 3/7, ông 3, tôi 7, ông có thể kiếm được không ít đâu. Tôi biết là ông sợ Đỗ Thiếu Kiện phát hiện ra. Nhưng Đỗ Thiếu Kiện lại là con trai của tôi. Cho dù nó phát hiện được thì có thể làm gì ông chứ? Nói nhanh thì là Đỗ Thiếu Kiện sau khi cố gắng hết sức không tiếp tục hợp tác cùng ông nữa. Nhưng phía sau ông chẳng phải còn có tôi hay sao? Tôi đứng sau cho ông cổ phần, ông còn băn khoăn không thành ý làm sao? Đây không phải nói dài dòng, trước mắt có một cơ hội cho ông. Cơ hội gì chứ? Nhà nước muốn thi công công sự phòng ngự, bởi vì nhằm mục đích bảo mật. Đối ngoại là tuyên truyền sửa nơi ở nhà dân. Chuyện này do tôi toàn quyền phụ trách. Đến khi đó tôi có thể chỉ định các ông cùng hợp tác. Chúng ta ký một bản hợp đồng âm dương, hợp đồng dương đưa cho mọi người xem. Dựa theo thi công công sự phòng ngự, xây dựng báo cáo tài liệu dự đoán, hợp đồng âm, chúng ta dựa theo vật liệu xây dựng dân dụng. Đến khi đó ông dùng vật liệu xây dựng dân dụng đến thay thế thi công. Thi công chuyên dụng của công sự phòng ngự, sự chênh lệch giá trung gian này, hay là ông ba tôi bảy, toàn bộ công sự phòng ngự coi như là vô cùng lớn. Một món phí dụng dùng vật liệu xây dựng dân dụng đến thay thế vật liệu xây dựng chuyên dụng cho công sự phòng ngự, chuyện này làm không tốt là muốn rơi đầu đấy. Thời đại này gan lớn thì ăn nhiều, gan nhỏ thì chết đói. Ông muốn ngay thẳng thật thà làm ăn thì đừng có ý định làm ăn lớn. Tôi chuyển qua giúp ông, làm xong đơn hàng mua bán này đội lên vài năm lợi nhuận của ông. Thang máy của Bách Hóa Dạng Bảo lại tăng lên công sự phòng ngự, chênh lệch giá của vật liệu, chấp giá lung tung này, nói cho cùng đem tiền tặng ra ngoài thu nhập cũng chẳng khác gì. Đúng vậy đại ca, mấy vị cầm tiền đó cũng có trả lời rồi, nói là biết thành ý của đại ca, bọn họ bảo đảm dốc hết toàn bộ sức lực nhất định để đại ca gây sức ép Ngô Lực Dĩ ngồi lên vị trí sở trưởng sở công vụ. Vì cho bọn họ dâng cho họ phần hơi lớn này, ta phải dắt kiệt chất xám. Có thể có được hồi đáp này cũng không uổng phí công lao tâm sức của ta. Đúng vậy đại ca. Kỳ Nam,
thúc gì thúc thúc. Dì ca, cơ thể của anh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Bác sĩ chẳng phải dặn dò anh đừng ngồi bên ngoài quá lâu sao? Đứa tiểu nhà đầu này sao quản nhiều như vậy chứ? Em chính là muốn quản. Ai bảo anh không biết nghe lời chứ? Nào, ngoan ngoãn uống thuốc đi. Anh thực sự không muốn uống nó. Không được, ghét đắng. Anh đã khá lên rất nhiều rồi. Có thể không uống không? Không được, phải uống. Tinh thần, bảo dị thuốc, uống đi con. Dị thuốc thuốc phải dũng cảm. Như vậy khi con lớn rồi mới có thể học tập dị thuốc thuốc chứ. Nào. Xin hỏi cô tìm ai? Đây là nhà của tiên sinh Daniel phải không? Đúng vậy. Xin hỏi cô là ai vậy? Tôi là Phó Hàm Quân. Tôi là bạn làm ăn của tiên sinh Daniel. Tôi đến thăm anh ấy. Xin thứ lỗi cô phó, nhưng hiện giờ không tiện lắm. Thẩm tiên sinh đã dặn, ông ấy và tiểu thư Tây Tây còn có thiếu gia tinh thần khi đang ở cùng nhau, không muốn có người khác làm phiền đâu. Con đừng chạy nữa mà. Xem con, cả đầu chảy mồ hôi kìa. Tiểu thư Tây Tây và thiếu gia tinh thần. Phải. Vậy vị tiểu thư đó, cô ấy hiện tại trên đất Hải Thang là ca sĩ nổi tiếng nhất, tiểu thư Tây Tây. Cô ấy còn là nữ chủ nhân của ngôi biệt thự này. Mặc dù thời gian cô ấy đến đây không dài, nhưng tình cảm giữa cô ấy và Thẩm tiên sinh và chúng tôi đặc biệt tốt lắm. Thẩm tiên sinh và chúng tôi đối xử với thiếu gia tinh thần con của cô ấy cũng rất tốt. Tôi vào trước đây. Tinh thần, chạy chậm một chút, bắt được con rồi. Tinh thần, bay nào, bay lên nào, bay lên, bay lên nào. Tiên sinh à, tiên sinh, lúc nãy tôi ở cổng gặp cô phó rồi. Những lời ông dặn dò tôi đều nói cho cô ấy rồi. Được, tôi biết. Vào trước đi. Dì ca, anh không sao. Tinh thần, thúc thúc chơi cùng con mệt rồi. Con đi chơi cùng mẹ đi. Đợi một lát nữa chơi cùng nha. Dạ, qua chỗ mẹ nào. Chút đam mê còn sót lại trong lời tha thứ. Chúng ta cần hơn một đáp án. Tình cảm là một loại phán đoán ngẫu hứng. Ép buộc cô đơn chính là giới hạn. Khi nước mắt đâm thẳng vào tim, chính là lan tràn. Thời điểm nên chia xa. Anh hướng trái, em hướng phải. Không ai quay đầu lại. Thứ ấm áp hiếm có ấy lại không đáng lưu vào. Trong đôi mắt có lẽ dây dứt lẫn nhau. So với một thời khắc ôm nhau, em có thể sẽ rời khỏi ánh mắt của anh, nhưng trước nay chưa từng rời khỏi trái tim anh. Đây là vật cá nhân thầm kín, em không biết sao. Còn đọc lên. Đây là anh viết cho em. Đừng tự mình đa tình, chữ khó đọc thế này. Chữ viết rất khó đọc. Thật ra để người nhìn qua là nhớ. Gì mà chữ khó nhìn chứ. Thầy giáo tiếng Anh chúng ta còn khen anh. Học tốt tiếng Anh đấy. Giống người vô niệm có suy nghĩ. Chỉ có thể chia tay.
chỉ có cô đơn làm những gì mình có. Sửa thang máy thì thuận tiện hơn rồi. Đúng vậy, đúng vậy. Cho nên tất cả hiện tại đều đã chuẩn bị ổn thỏa rồi. Chỉ còn thang máy thôi. Kiểm tra không có vấn đề gì, có thể bàn giao sử dụng. Được, thang máy lắp rồi, tòa nhà này cũng coi như hoàn thành rồi. Thiếu Kiện, bên cậu thì sao? Tranh thủ sắp xếp công việc còn lại. Tôi đang chuẩn bị bữa tiệc khai trương. Công ty Bách Quá Dạng Bảo rồi. Cái này thì anh yên tâm đi. Bên đây tôi cũng chuẩn bị sắp xong rồi. Đúng rồi, bữa tiệc khai trương này tiểu thư CC có tới không? Đương nhiên, cô ấy là người mẫu quả báo năm của Bách Quá Dạng Bảo chúng tôi. Sao vậy? Cậu có ý gì sao? Anh nói linh tinh gì đấy? Anh Đông, ở đây thực sự xây dựng bí mật, xây dựng công sự dự phòng. Công sự dự phòng sao? Đúng, Đỗ Dạn Ưng lúc vô ý nhắc tới một lần. Vì che đậy tai mắt, họ chỉ có thể nói là đang sửa chữa xây dựng nhà dân. Cậu xem, chẳng phải Liêu cư nghị ở đó sao? Đỗ Dạn Ưng đem khoản chi phí dự tính của công sự phòng ngự đem đi hối lộ. Bây giờ công sự phòng ngự bắt đầu thi công, ông ta muốn dùng mọi cách để bù lại khoản tiền này. Vì thế chúng ta phải theo dõi hắn chặt chẽ, nắm được sơ hở. Người này hình như đã gặp ở đâu rồi. Hắn là ai vậy? Tôi nhớ ra rồi. Hắn cung cấp hàng cho Vĩnh Thành bên vật liệu xây dựng. Đỗ Thiếu Kiện chẳng phải đã từ chối xây dựng công sự ngự phòng hay sao? Sao người này lại cung cấp hàng cho công sự ngự phòng? Có phải Đỗ Dạn Ưng đơn phương tìm hắn? Dù thế nào, chúng ta cũng không thể lơ là được. Tòa nhà dân này sắp làm xong rồi, họ chắc chắn không dùng được nhiều cột thép như vậy. Số cột thép này chắc chắn là để chuẩn bị cho công sự ngự phòng. Tiểu Xuyên, cậu lấy ít cột thép đưa đi kiểm tra đi. Dân, mong mọi người yên tâm, công ty Bách Quá Dạn Bảo chúng tôi nhất định sẽ đem tới cho mọi người sản phẩm hiện đại nhất, tiên tiến nhất Thượng Hải. Hôm nay khách tới nhiều thật đấy. Đúng thế. Công ty Bách Quá Dạn Bảo chúng tôi sản phẩm kinh doanh rất phong phú, có của Mỹ, Đức, Italy, Nhật Bản và nước Pháp. Lucy, Lucy, ở nước của họ cũng thuộc loại sản phẩm cao cấp. Chúng ta nói chuyện đi. Lucy, 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 em nghe nói được không? Rốt cuộc anh muốn làm gì đây? Anh chỉ muốn nói chuyện bình tĩnh tử tế với em thôi. Điều nên nói em đã nói hết rồi. Em không còn gì để nói với anh hết. Đương nhiên còn. Anh giống như thấy em đang lừa anh. Em căn bản không thể nào ở cùng với Thẩm Kỳ Nam. Em nói cho anh biết, rốt cuộc là tại sao? Rốt cuộc là tại sao em lại đối với anh như vậy? Có phải là anh thật sự rất muốn biết không? Được. Vậy thì hôm nay em nói cho anh biết, để anh tự bỏ hoàn toàn hy vọng. Em quả thực cùng Thẩm Kỳ Nam không ở bên nhau, bởi vì anh ấy là anh ruột của em. Em là con gái của Thẩm gia, cùng với nhà họ Đỗ các anh là kẻ thù không đội trời chung. Cho nên, xem như đàn ông trong thiên hạ đều chết hết, em cũng không thể ở cùng với con trai của kẻ thù giết cha mình. Cái gì? Lucy, rốt cuộc em đang nói gì vậy? Sao anh chẳng nghe hiểu gì hết? Xem ra anh vẫn chưa biết ba của anh.
ba, ba anh. Vì tự tư tự lợi cho bản thân, cùng với Phó Kiến Thành giết hại ba của em, còn hại mẹ của em chết rất thảm. Và anh em chúng em ly tán nhau. Em vất vả bao năm nay trong cô di viện. Chẳng phải là anh hỏi em năm đó tại sao rời khỏi anh hay sao? Đây chính là nguyên nhân. Vì thế Đỗ Thiếu Kiền, em nói cho anh biết, cả đời này em không thể ở cùng với anh được. Anh, ba anh giết ba em sao? Anh còn vào đây làm gì? Đột nhiên em nói mấy lời này với anh. Bây giờ trong đầu của anh thực sự rất loạn. Nhưng anh biết con người của ba anh, có lẽ ông ấy thực sự làm như vậy. Chuyện giết hại người nhà của em, nếu thực sự là như vậy, anh thay ông ấy xin lỗi em. Anh biết bây giờ xin lỗi em cũng vô dụng, nhưng mà anh thực sự hy vọng em có thể hiểu anh khác với ba anh. Tâm ý của anh với em trước giờ chưa từng thay đổi. Chuyện này đến hôm nay rồi, anh nói mấy lời này có nghĩa gì chứ? Đương nhiên còn, xem như cuối cùng chúng ta không thể đến được với nhau, anh cũng hy vọng em có thể hiểu tâm ý này của anh. Anh đừng như vậy nữa. Giám đốc Đỗ, giám đốc Đỗ, tiểu thư Lucy, hai người cùng lên tầng ngắm cảnh hay sao? Không có, tôi vừa lên một tầng liền xuống rồi. Được đấy, nữ tử. Chuyện gì vậy? Hình như thang máy xảy ra vấn đề rồi. Bên ngoài có người không? Tôi muốn ra ngoài. Cô, này cô, tôi muốn ra ngoài, cô qua đây đi. Không được, không được đập cửa. Đừng quản. Lucy, tinh thần. Em còn chưa gặp tinh thần của em nữa. Không sao đâu Lucy. Tránh ra. Tạo Nghiệp, Thiếu Kiền, Thiếu Kiền à, Thiếu Kiền, Thiếu Kiền, Thiếu Kiền à, Thiếu Kiền, cô là người già sao? Tôi không phải gia chủ. Thiếu Kiền, Thiếu Kiền, Thiếu Kiền. Rồi. Bác sĩ à, tình hình thế nào rồi? Cũng xem như cứu sống rồi. Nhưng mọi người phải có chuẩn bị tâm lý. Có thể cả đời này cậu ấy đều không đứng được. Chuyện Bách Quá Dạng Bảo chắc anh cũng đã biết rồi. Tin tức của cục trưởng Ngô thật sự linh thông. Đỗ Dạng Ưng ngày nào cũng đấu với tôi, động thái của ông ta tôi có thể không quan tâm sao? Hơn nữa Bách Quá Dạng Bảo là con trai ông ta xây. Tối qua thang máy xảy ra chuyện, tôi muốn Chí Dũng đến Vĩnh Thành cung cấp nhà xây dựng thang máy. Đáng tiếc hắn quá giảo hoạt, để hắn chạy mất vậy là không được gì cả. Cũng có thể xem như không được gì hết.
người đó họ Hàn. Đúng. Bên xây dựng đó họ Hàn. Trong tình hình cấp bách vẫn nên nói lộ ra, nói hắn và Đỗ Dạng Ưng ký hợp đồng âm dương. Hơn nữa trên hợp đồng đó có chữ ký và ấn chương của hắn. Dù bây giờ chúng ta vẫn chưa biết được hợp đồng này rốt cuộc là có nội dung gì, nhưng mà tôi nghĩ nhất định là thứ vô cùng quan trọng. Nói không chừng có liên quan đến cái thang máy. Hợp đồng âm dương. Hóa ra là như vậy. Sao vậy? Cậu biết bản hợp đồng này nói gì sao? Hợp đồng của Chỉnh Thành không đến được Đỗ Dạng Ưng ký. Vì vậy đó không phải là hợp đồng thang máy, mà là hợp đồng vật liệu xây dựng của công sự phòng ngự. Công sự phòng ngự. Chính phủ đã bí mật phái cục công vụ thi công công sự phòng ngự. Doanh nghiệp vật liệu xây dựng mà Đỗ Dạng Ưng tìm được chính là ông chủ Hàn. Tôi đã âm thầm cho người kiểm tra nguyên vật liệu cho việc thi công công sự ngự phòng, phát hiện đều là những vật liệu dân dụng bình thường, căn bản không đạt tiêu chuẩn công sự phòng ngự. Vì vậy Đỗ Dạng Ưng nhất định đã ký hợp đồng âm dương với ông chủ Hàn. Hợp đồng dương dùng để che mắt bên trên, còn hợp đồng âm mới ghi rõ số loại thực sự của vật liệu xây dựng mua vào. Dùng dế Trung Hoa sâu mọc quốc gia. Đợi lâu như vậy rồi, xưởng xây dựng Vĩnh Thành của mấy người đến bây giờ vẫn chưa đưa ra câu trả lời. Thang máy mới lắp đặt xong, sao lại có thể xảy ra sự cố được? Nói cho tôi biết vì sao đi. Đúng đó, vì sao vậy? Trả lời đi. Tại sao? Mọi người nghe tôi nói, chuyện này chúng tôi vẫn đang điều tra. Vẫn đang điều tra. Vậy trước đó các người đang làm cái gì? Người ta gặp tai nạn ở Vĩnh Thành các người. Vĩnh Thành các người phải chịu trách nhiệm. Vĩnh Thành các người phải đền mạng cho người ta. Đền mạng đi chứ. Làm gì vậy? Đỗ Dạng Ưng này vì tranh chức cục trưởng với tôi đi hối lộ khắp nơi. Cái lỗi này nghĩ ra thì càng lúc càng to. Bây giờ lại còn nhúng tay vào công sự phòng ngự. Chuyện này đáng tức thật. Lệ Đông, tôi đang nghĩ liệu cậu có cách nào lấy được bản hợp đồng này hay không? Ông chủ Hàn đã chạy rồi, đã đút dây động rừng, e rằng rất khó. Nói ra cũng phải. Vậy cũng không sao. Cùng lắm thì tôi có thể trực tiếp đi tố cáo ông ta. Nhưng tôi tố cáo ông ta, ông ta có thể đem tất cả trách nhiệm đẩy hết lên tên họ Hàn cung ứng vật liệu đó. Công sự mới bước đầu xây dựng, tổn thất sẽ không lớn. Còn ngọn núi chắn cho hắn cũng nhất định sẽ bảo đảm hắn bình an. Vậy thì kệ đi, cho hắn vui vẻ thêm mấy ngày. Đợi đến lúc công sự chính thức hoàn tất, tham mưu chính ở Nam Kinh nhất định sẽ cho người đến nghiệm thu. Đến lúc đó, ta sẽ dập trần tất cả mọi chuyện ra, xin kiểm tra lại từ đầu nguyên vật liệu đã dùng. Lúc này gạo đã nấu thành cơm. Đỗ Dạng Ưng có xảo quyệt đến đâu chắc cũng không trở mình được. Cậu nói xem. Gì cơ? Con trai, mẹ nói gì cơ? Con trai bình tĩnh đi. Ý mẹ là con bị bại liệt rồi, con trở thành một phế nhân. Con trai, ngoan nào. Nhất định là mẹ đang lừa con. Con trai. Con trai ơi, con phải đích thân đi hỏi bác sĩ. Con không tin. Con phải tự mình đi hỏi bác sĩ. Con trai. Con phải tự mình đi hỏi bác sĩ. Đây không phải là thật. Con trai ơi, đây không phải là sự thật. Con bình tĩnh lại đi con trai. Đây không phải là thật. Con không thể tàn phế được. Con không thể tàn phế được. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng giám đốc. Tiểu Phương, đem sơ đồ mặt cắt của hôm qua đưa cho tôi xem. Vâng. Giám đốc, cô đã đọc báo hôm nay chưa? Báo làm sao? Vĩnh Thành
Vĩnh Thành xảy ra chuyện rồi. Vĩnh Thành giở chiêu trò nhất quyết lấy thang máy đã dùng thay thế cho thang máy mới, vậy là xong rồi, khiến cho cậu ấm của Bách Quá Dạng Bảo đi đời. Còn có mấy người thương nặng nữa, bây giờ công trình đình công hết, các cổ đông bắt đầu bán tháo cổ phần, chấm hết rồi. Cái này gọi là đi đêm nhiều ắt có ngày gặp ma, đúng như vậy. Tại sao con người thân quen lại lạc lối ở nơi chân trời? Có phải mỗi một hạt bụi đều bay theo gió? Ngẩng đầu nhìn sự phồn hoa hiu quạnh nơi đây, trong biển người liệu có nỗi nhớ mong? Nơi phương xa là em đang đợi anh. Hạt bụi ngược gió, đi qua biết bao vết thương. Đi tìm kiếm câu trả lời cho năm tháng. Chờ đợi cái gọi là đấu tranh. Liệu sẽ có người hiểu chứ? Đời em khiến cho anh không còn cô đơn. Trong hành trình chậm rãi đó, một con người, một trái tim cất bước, bước qua mất mát, tan nát cõi lòng. Đồn đại gió sương, khó khăn trùng trùng. Một mối thâm tình, có lúc một câu nói còn dài hơn một đời người. Thật may vì chúng ta đều mạnh mẽ. Dùng những tháng ngày khó khăn đổi lấy sự giản dị hiếm hoi. Một con người, một trái tim cất bước, bước qua mất mát, cõi lòng tan nát. Anh cũng đến sao? Vết thương đã đỡ hơn chưa? Đỡ nhiều rồi. Thật may vì chúng ta đều mạnh mẽ. Đem lấy tháng ngày khó khăn tìm đến sự giản dị. Không ngờ Vĩnh Thành lại đi đến bước đường ngày hôm nay. Vì tay tiểu thư đó. Em có biết tay tiểu thư sao? Thế này đi, hôm khác có cơ hội anh sẽ giới thiệu hai người làm quen. Được. Đúng rồi, phía công trường thi công gặp phải một vài vấn đề nhỏ. Nếu em có thời gian, đến lúc đó cần em giúp đỡ giải quyết. Sau này vấn đề về công việc đều có thể đến tìm em. Em đi trước đây. Nước đường.
Con đã không ăn không uống một ngày rồi. Muốn ăn gì ngon thì nói cho mẹ biết. Vậy mẹ về nhà làm đồ ăn tối mang qua đây cho con có được không? Ngoan nha. Thiếu Kiên, Thiếu Kiên, cô đang làm gì vậy? Tôi đến thăm anh. Tôi không có gì tốt để xem. Cô đi về đi. Trước đây đều là em đuổi anh đi. Lần này lại là anh đuổi em đi. Bây giờ đã khác rồi. Tất cả mọi thứ đều khác. Tôi không cần sự thương hại của cô. Cô mau về đi. Không có gì khác hết Thiếu Kiên. Em đã hỏi qua bác sĩ rồi. Bác sĩ nói với tình trạng bệnh của anh, chỉ cần tập trung trị liệu thật tốt thì có thể hồi phục. Đủ rồi. Cô đừng có ở đó nói dối tôi. Tình trạng của tôi hiện nay trong lòng tôi biết rất rõ. E là cả đời này cũng không lành được. Anh đừng nói như vậy Thiếu Kiên. Trong khoảnh khắc thang máy rơi xuống kia là anh nói với em nhất định phải có lòng tin. Bây giờ anh có lòng tin hơn đi. Bây giờ tôi có lòng tin thì có tác dụng gì nữa? Bây giờ tôi đã là một phế nhân. Cả đời này của tôi đã kết thúc. Giống như một phế nhân, cả đời chỉ có thể nằm một chỗ. Còn không bằng để cho tôi chết đi. Anh không thể chết. Anh chết rồi thì tinh thần làm sao bây giờ? Nó còn nhỏ như vậy, không thể không có cha được. Cô nói gì chứ? Không phải lúc nào anh cũng hỏi tôi tinh thần có phải là con trai của anh hay không. Bây giờ tôi nói cho anh biết, đó là con trai của anh. Là con trai của anh và tôi. Cho nên vì tinh thần, vì tôi xin anh hãy cố gắng sống thật tốt, có được không? Ăn miếng canh xương hầm đi. Hàm Quân, tôi có thể nói chuyện riêng với anh được không? Thiếu Kiên, em ra ngoài trước.
Thật ra hôm nay em không định đến tìm anh. Mặc dù nguyên nhân của vụ tai nạn là từ bản thân anh, nhưng mà anh cũng là một nạn nhân. Em vốn đang lo lắng tâm trạng của anh có tốt hay không, nói chuyện phím với anh có hiệu quả không. Nhưng xem ra bây giờ anh đang hồi phục rất tốt. Lời cô nói vẫn thẳng thắn như vậy, thẳng thắn đến mức khiến cho người ta cảm thấy mệt. Thực ra hôm nay cô đến là tới khởi binh vấn tội đúng không? Vĩnh Thành có phải đã đóng cửa hoàn toàn rồi không? Đúng. Là tôi đã phá hỏng mọi thứ, cho nên mới biến thành bộ dạng như bây giờ. Chính là tôi. Đây cũng là báo ứng của tôi. Tốt nghiệp một trường đại học như Pennsylvania, là một kiến trúc sư tiếp nhận nền giáo dục tiên tiến của phương Tây, lại đi nói chuyện nhân quả với tôi. Là người thì không thể không tin vào số phận. Có lẽ đây chính là số phận của tôi. Nguyên nhân bên ngoài đều là mượn cớ thôi, mà nguyên nhân bên trong mới là thứ mà anh phải đối mặt. Tôi với anh từng là đồng nghiệp, cho nên tôi cũng tương đối hiểu rõ anh. Từ dự án Đồng Hương Hội Quán kia, tôi đã phát hiện ra những ông chủ của toàn thế giới đều không ủng hộ anh. Đó là tiếng nói của quyền uy tối cao. Bây giờ tôi hỏi anh, anh vẫn còn lòng tin vào chính mình chứ? Anh là một kiến trúc sư có ước mơ và nguyên tắc cơ bản của bản thân. Một người như anh chắc chắn sẽ không xảy ra một công trình xây dựng kém chất lượng. Nhưng theo tôi điều tra, hai thang máy xảy ra chuyện, toàn bộ đều dùng hàng cũ hết hạn cần dứt bỏ, lấy cũ đổi mới. Đây không phải là ý của anh, có đúng không? Bây giờ nói những điều này đã không còn quan trọng nữa. Điều gì khiến cho anh làm trái với suy nghĩ của lòng mình? Điều này rất quan trọng. Sớm dùng lên phản kích lại, tất cả những điều này sẽ không xảy ra. Trước khi cơ thể của anh tàn phế thì lòng của anh đã tàn rồi. Thực ra hôm nay tôi đến không phải là hương sư vấn tội. Vĩnh Thành đã không còn, cũng không có cách nào khôi phục lại hết. Nhưng tôi không muốn nhìn thấy anh đánh mất phương hướng như này. Giữa cảm xúc và lý trí rất khó lựa chọn, vì hãy sáng suốt một chút, nhìn ra lỗi lầm là tốt. Nếu như anh không muốn nhiều lời hơn nữa cũng vô ích. Tôi hy vọng anh có thể làm một người có lương tâm. Đây là lời khuyên, cũng là lời cảnh báo. Cáo từ. Phó tiểu thư, Phó tiểu thư, cô không nhớ tôi sao? CC tiểu thư, không ngờ lại đến nhà của Thẩm Kỳ Nam. Bên kia không lo lại đến đây chăm sóc Thiếu Kiền. Thẩm Kỳ Nam là người ca của tôi. Hơn nữa lúc chúng tôi từ lúc còn nhỏ đã quen biết rồi. Cô cũng muốn dứt củ khoai lang nóng này cho tôi sao? Loại người giống như Ngô Lực Dĩ luôn luôn nghĩ làm cách nào để đối phó với Đỗ Vạn Ưng. Như lời của hắn ta nói, nếu phát hiện sau khi công trình phòng ngự xây xong thì không có cách nào sửa lại công trình này trong một thời gian ngắn. Bây giờ người Nhật Bản đang nhìn chằm chằm vào Thượng Hải. Nếu chiến tranh đổ ra, công trình này lại chưa được sửa chữa, thì những người lính trên chiến trường không phải là chết không nghi ngờ sao? Nếu Thượng Hải bị xâm chiếm, sẽ có bao nhiêu người nhà tan cửa nát đi? Anh đã từng là một người lính, anh đương nhiên biết quan hệ lợi hại trong đó. Anh hai, ông chủ hàng đó có phải vi phạm hợp đồng hay là anh cho người đi hỏi thăm tung tích của hắn đi?
Em đi lấy hợp đồng đi. Ngô Lực Dĩ đã đả thảo kinh xà. Đỗ Dạn Ưng đã cho người bảo vệ mang ông chủ hàng đó đi rồi. Vậy phải làm sao đây? Để nào chúng ta mở to mắt nhìn Đỗ Dạn Ưng dùng vật liệu dân dụng đi sửa công trình phòng ngự hay sao? Không thể ra tay ở chỗ ông chủ hàng được. Vậy thì ra tay ở Đỗ Dạn Ưng. Đỗ Dạn Ưng âm ngoan giả quạt. Mặc dù anh biết nơi hắn ta cất giấu mọi thứ, nhưng nếu như hắn ta phát hiện ra, rất khó thoát ra. Điều này cực kỳ nguy hiểm. Anh hai, anh phải thật cẩn thận. Những năm tháng ẩn nấp, điều gì đợi ngày hôm nay? Trước khi hắn chết, tôi nhất định không chết.